Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của chị Dậu. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 6 của bộ truyện Sau này của chúng ta đến từ tác giả Phạm Kiều Trang. Và anh Sa cam đoan, đây sẽ là một tập truyện khiến tất cả quý vị và các bạn đều phải ngỡ ngàng. Như chúng ta đã biết thì Hoàng vốn là con trai của chủ tịch tập đoàn thép. Và với một người đàn ông xuất chúng giống như anh, thì việc có nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ là lẽ đương nhiên. Sau khi trở về từ nước ngoài sau nhiều năm du học, chuẩn bị kết hôn với một thiên kim tiểu thư. Thế nhưng, anh vẫn đồng ý thực hiện một cuộc giao dịch thể xác với người tình cũ. Và giờ đây, anh sắp phải đối mặt với một sự cám dỗ đến từ một cô gái có thân hình vô cùng nóng bỏng. Liệu rằng anh có vượt qua được sự cám dỗ này không? Và cô gái này là ai? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với những tình huống trớ trêu và cũng đầy thú vị trong tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Sau này của chúng ta, tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi không biết nói sao, cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười. Hôm ấy thì hai chúng tôi ngồi trong quán trà sữa, kể biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Từ chuyện lúc còn là sinh viên cho đến khi tôi sang Anh, từ khi tôi trở về cho đến tận bây giờ, thấm thoát thì cũng đã 8 năm trôi qua. Cả tôi và nó đều đã không còn trẻ nữa, thế mà vẫn chưa đứa nào có nổi một mái ấm. Đứa nào cũng vẫn cứ lẻ bóng, đi đi về về như thế thôi. Chúng tôi sắp hết thanh xuân rồi. Sang tuần tiếp theo thì đến lịch mổ não của mẹ tôi. Bình thường những lúc như thế này chỉ có mỗi mình tôi trong bệnh viện, việc gì cũng một mình chạy đi chạy lại. Thế mà sáng hôm đó, trước khi mẹ vào phẫu thuật, thì bỗng nhiên anh Lâm đến, lại còn xách theo cả một túi đựng rất nhiều đồ bổ cho mẹ tôi. Tôi đang nghĩ đang trong giờ làm việc mà anh ấy vẫn có thể đến thăm thì có hơi ngạc nhiên. Thế anh không đi làm sao ạ? À, sáng nay anh được nghỉ vài tiếng buổi sáng, thế nên đến đây. Thế mẹ em mổ chưa? Chưa ạ, gần một tiếng nữa thì mới đến giờ mổ. Mà sao anh biết phòng bệnh của mẹ em thế? Thì hôm trước anh đưa em đến đây, em bảo là mẹ em nằm ở khoa thần kinh, anh định lên tìm, nhưng mà mới đến đây thì gặp em đấy. À, ra là thế. Thực ra thì tối qua anh Lâm có nhắn tin cho tôi, có hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ tôi, nên tôi cũng thật thà nói là ngày mai mẹ tôi sẽ mổ. Không ngờ là anh ấy nhiệt tình đến như vậy, còn mua quà cho mẹ tôi nữa. Lúc tôi đưa anh ấy vào phòng, mẹ tôi vừa nhìn thấy thì đã niềm nở cười tươi. Thế cháu là bạn của Như sao? Dạ vâng ạ, cháu là bạn của Như. Cháu tên là Lâm. Thế hôm nay bác thấy thế nào? Có khỏe không ạ? Bác khỏe chứ. Thế hóa ra cháu là Lâm à? Là thầy hướng dẫn của cái Như nhà bác đúng không? Bác có nghe Như kể về cháu đấy. Thế à? Ừ, cháu ngồi đi. Anh Lâm và mẹ tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc thì đến giờ mẹ tôi phải vào trong phòng chuẩn bị mổ. Sau khi mẹ tôi vào trong thì anh ấy cũng không về mà vẫn ngồi chờ với tôi ở ngoài hành lang. Thấy tôi lo lắng không yên, anh Lâm đành lên tiếng. Em đừng lo quá như vậy. Mẹ em sẽ không sao đâu. Các bác sĩ ở đây đều giỏi cả mà. Vâng ạ, em biết chứ. Nhưng vẫn cứ cảm thấy sốt ruột ấy. Cứ sợ là có vấn đề gì đó thôi. Không có vấn đề gì đâu. Phẫu thuật nội soi là phương pháp an toàn cao. Bây giờ còn vài tiếng nữa là mẹ em mới được ra. Thế em ăn gì không? Anh đi mua cho nhé. Tôi lắc đầu rồi đáp. Không ạ, em không ăn đâu. Anh cứ về làm việc đi. Ngồi đây đợi với em thì đến bao giờ? Không sao cả. Anh xin nghỉ cả ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay anh sẽ ở đây. Anh làm như vậy em ngại quá. Việc của nhà em mà anh phải mất công nghỉ làm thế này. Anh cứ mặc kệ em thôi. Ừ, kệ là kệ làm sao. Em có mỗi một thân một mình lo cho mẹ thế này, đến lúc cần gì thì lại không có ai giúp đỡ. Trước đây anh đưa bố anh đi viện suốt, thấm cái cảnh không có người rồi. Bác sĩ bảo khiêng bố từ cáng xuống, mà chỉ có mỗi mình anh. Vác thì không vác được, bế cũng không bế được. Lúc ấy mới thấy chẳng có gì bằng có người bên cạnh cả. Thế bố anh bị sao mà phải đi viện à? Bị ung thư. Nhưng mà cũng mất được 6 năm rồi. À, em xin lỗi.
Có gì đâu em, sinh lão bệnh tử, quy luật của đời người mà. Em cứ mặc kệ anh ở lại đây đi. Thế tí nữa có việc gì thì anh đỡ cho em. Thế sau này mẹ em khỏe rồi thì mời anh đi uống cà phê một bữa là được, có sao đâu. À, mà em vẫn còn nợ anh một buổi xem phim đấy. Thế hẹn hôm nào đi uống cà phê rồi xem phim luôn thể nhé. Ok em. Ngồi đợi suốt cả 4 tiếng, cuối cùng đến 2 giờ chiều thì các bác sĩ mới đi ra. Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì một bác sĩ có mái tóc gần như bạc trắng tươi cười bảo tôi: thành công rồi nhá, chúc mừng gia đình. May quá, cháu cảm ơn bác sĩ. Mẹ cháu khỏe chứ à? Đã được ra chưa à? Bây giờ thì mẹ cháu đang phải nằm hồi sức tích cực. Khoảng 12 tiếng nữa nếu như không có vấn đề gì thì sẽ được chuyển sang phòng bệnh nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ kia nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt của ông ấy rất hiền từ mà lại như đang âm thầm đánh giá tôi. Bác ấy nhìn một lát, khẽ mỉm cười rồi mới quay người bỏ đi. Khi đó tôi đang mải lo cho tình hình sức khỏe của mẹ tôi, thế nên không để ý đến vị bác sĩ đó. Mãi cho đến khi mẹ tôi được chuyển sang phòng bệnh khác, chị y tá vào thay bệnh truyền mới hỏi tôi: thế nhà chị có quen với nhà chú phó giám đốc à? Dạ. Ai cơ ạ? Là chú phó giám đốc bệnh viện đấy. Hôm qua chú ấy là bác sĩ mổ chính cho mẹ chị mà. Là cái chú có mái tóc bạc bạc ấy sao? Đúng rồi, chú ấy đấy. Thế hóa ra là nhà chị không quen sao? Hay là có ai nhờ giúp đỡ nhỉ? Mà tại sao đích thân chú ấy phải xuống mổ chứ? Em không có. Em cũng không nhờ ai cả. Em cũng chẳng quen ai để mà nhờ. Mà chú ấy mổ thì sao chị? Chú ấy cũng lâu rồi không mổ nữa. Nhưng mà ca quá phức tạp, chú ấy mới xuống thôi. Thế mà tôi cứ tưởng là nhà chị quen chú ấy chứ. À không ạ, không có. Em không quen. Thế thì quái nhỉ. Lúc này thì tôi mới nhớ đến khi tôi bỏ phong bì cho kíp mổ thì không một ai nhận tiền của tôi. Họ dặn dò tôi cứ yên tâm chăm sóc cho mẹ. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để làm phẫu thuật thành công. Sau đó khi mẹ tôi mổ xong, bệnh viện cũng chuyển mẹ tôi từ phòng thường sang phòng VIP. Có chế độ chăm sóc đặc biệt, còn có cả một điều dưỡng trực riêng. Bình thường ở những bệnh viện tuyến đầu, người đông như kiến thế này thì sẽ không bao giờ có chuyện tốt một cách tự nhiên như thế cả. Lúc ấy tôi cảm thấy khó hiểu. Bây giờ nghe chị y tá nói đích thân phó giám đốc bệnh viện mổ cho mẹ tôi lại càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa. Cứ nghĩ mãi như vậy, sâu chuỗi lại việc anh Lâm đến đúng hôm mẹ tôi mổ, rồi ngồi ở hành lang chờ đợi cùng tôi. Sau khi mẹ tôi làm phẫu thuật xong, lại còn chạy đi chạy lại lo việc giúp tôi. Cho nên tôi đoán chỉ có thể là anh ấy làm những chuyện này giúp tôi thôi. Mẹ tôi nghe xong thì cũng bảo: thế hay là các anh Lâm kia lại nhờ giúp mình à con? Con cũng không rõ mẹ, con không thấy anh ấy nói gì cả. Thế người ta giúp mình chả nhẽ người ta kể ra. Mà mẹ thấy anh Lâm ấy tốt đấy, lễ phép, biết điều, nói năng cũng lịch sự tử tế. Đến thăm mẹ còn mua bao nhiêu là đồ thế này. Người ta đàng hoàng như thế đấy. Cảm ơn họ một câu con nhé. Dạ vâng. Mẹ là mẹ ưng đấy. Hay là mày thử tìm hiểu người ta xem sao. Mẹ à, mẹ mới mổ xong, đừng có nói nhiều như vậy nữa. Tranh thủ ngủ một tí đi. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi nhiều thì mới có sức khỏe đấy. Ờ, hay cái con bé này. Tôi cũng nghĩ anh Lâm đã giúp mình nhiều như vậy, không cảm ơn thì cũng cảm thấy áy náy. Cho nên tối hôm đó, đợi mẹ tôi ngủ xong, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh: cảm ơn anh nhé. Rất nhanh, chưa đầy một phút sau thì anh Lâm đã nhắn lại: cảm ơn vì cái gì thế bé? Vì đã giúp mẹ con em. Có gì đâu mà giúp đỡ. Anh thấy em một mình lo mọi thứ nên thương thôi. Không cần phải khách sáo với anh như vậy đâu. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn. Và mời anh đi cà phê mà. Ừ. Thế đợi khi nào mẹ em khỏe rồi thì mình sẽ đi. Mẹ em sao rồi? Đã đỡ chưa? Ăn uống bình thường được chưa? Cũng ổn ổn rồi anh à. Thế chịu khó chăm mẹ nhé. Lúc nào có thời gian anh sẽ đến thăm. Vâng ạ. Chúng tôi nhắn tin qua lại thêm vài câu nữa. Sau đó thì tôi chủ động dừng trước. Tôi nhìn màn hình điện thoại, thấy không có cuộc gọi nhớ. Ngoài tin nhắn của Mai, của Hoa và của anh Lâm ra thì cũng không còn ai hỏi thăm tôi nữa. Thực ra có ba người như vậy là đủ rồi.
Nhưng vì trong lòng kỳ vọng có một người nữa nhớ đến tôi, cho nên mới có cảm giác hụt hẫng như vậy. Tôi không mong anh giúp mình hay cho mình cái gì cả, chỉ mong anh hỏi han tôi một câu thôi. Dù rằng quan hệ giữa chúng tôi chỉ là giao dịch trả tiền, ngoài việc trên giường ra thì cũng chả liên quan gì đến nhau cả. Nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn cứ chờ đợi một câu hỏi han từ anh. Có lẽ anh chỉ dành sự dịu dàng đó và quan tâm đó cho Phương thôi. Còn một kẻ được bao nuôi giống như tôi chẳng thể nào xứng đáng được cái liếc mắt của anh nữa. Vì mẹ tôi được nằm phòng bệnh có người chăm sóc cẩn thận, tôi chỉ nghỉ đúng 2 hôm, đến hôm thứ 3 thì đi làm bình thường. Dồn tất cả mọi việc mấy ngày vừa qua, vừa đến công ty thì bù đầu bù óc để làm việc. Ngay cả đến giờ ăn cơm, còn bé Hòa gọi tôi cả 5 lần 7 lượt mà tôi cũng không thể nào nhấc mông dậy đi ăn được. Mãi đến hơn 1 giờ làm xong việc thì mọi người đã ngủ rồi, bụng thì đói meo. Tôi định đi đến phòng bếp pha gói mì ăn tạm. Thế nhưng vừa mới ra đến đó thì lại gặp anh Toàn đang đứng uống cà phê. Anh Toàn vừa nhìn thấy tôi thì giật mình, sau đó thì ngay lập tức cười toe toét. Như à? Vâng ạ. Thế anh không nghỉ trưa sao? Thế sao giờ này còn ra đây uống cà phê thế? À, tự nhiên thấy thèm cà phê thôi. Mà em làm gì đấy? Dạ, em định pha mì để ăn. Thế anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Khi nãy anh ăn rồi, mà bạn anh không biết, lại mua thêm một suất nữa. Hay là em ăn suất đó hộ anh với? Ơ, thế anh có dư à? Ừ, dư đi đổ đi thì phí quá. Mà anh thì lại quá no rồi, không ăn được nữa. Thế em ăn đi nhá, ăn mì làm gì thế? Dạ vâng ạ, thế anh cho em đi, em ăn hộ cho. Đây, toàn đồ ngon cả thôi đấy. Anh để trong hộp giữ nhiệt, còn nóng nguyên đấy nhá. Ôi, may thế, em lại đang đói, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn làm cái gì, ăn đi. Anh Toàn vừa đưa hộp cơm cho tôi, vừa tủm tỉm cười. Tôi bảo anh ấy ngồi xuống ăn cùng cho vui. Vậy mà anh Toàn lắc đầu, dặn tôi ăn hết chỗ ấy, rồi cầm cốc cà phê đi thẳng. Vỗ về cái dạ dày xong, tinh thần của tôi lập tức phấn chấn trở lại, quay về bàn làm việc, tiếp tục chiến đấu với đống giấy tờ, sổ sách. Đến đầu giờ chiều thì tự nhiên tôi thấy shipper đến giao rất nhiều trà sữa cho công ty tôi. Ban đầu thì mọi người cứ nghĩ cấp trên thấy nhân viên làm việc vất vả quá nên mới mua để động viên. Thế nhưng lúc mọi người đang hồ hởi chia nhau vị trà này trà kia thì bỗng dưng Phương từ đâu xuất hiện, cười tươi rói. Các anh chị dạo này vất vả rồi. Em thay mặt sếp Hoàng mời mọi người trà sữa. Mọi người cứ uống tự nhiên nhé. Con bé Hòa đang tô trà sữa ừng ực. Nghe như vậy xong thì lập tức khựng lại, bỏ cốc xuống. Thế rồi quay sang huých vai của tôi. Này, hình như là vợ chưa cưới của anh Hoàng kìa. Chị thấy rồi. Ờ, thế chị biết rồi à? Đừng nói là hai người gặp nhau rồi nha. Ừ. Ôi vai, em cũng chịu bà đấy nhá. Bẻ bé cái mồm thôi, người ta nghe thấy bây giờ đấy. Nghe làm sao được, đứng xa như thế còn lâu mới nghe được ấy. Bảo anh trưởng phòng tôi thì biết Phương. Khi vừa thấy cô ấy thì vẻ mặt cau có lập tức đổi thành xum xoe niềm nở. Chạy lại cười toe toét nói chuyện, khen này khen kia một lúc. Mọi người trong công ty nghe đến danh vợ sắp cưới của sếp thì cũng túm tụm lại, rối rít hỏi thăm rồi cảm ơn. Tôi thì cứ nghĩ đứng giữa một đống người như thế, Phương cũng sẽ không nhận ra tôi. Thế nhưng một lát sau bỗng nhìn, cô ấy nhìn về phía của tôi và Hoa, vẫy tay rồi gọi gió to. Chị Như, lại đây lấy trà sữa này. À, ừ. Không nhận thì sợ mọi người nghĩ là mình có gì đó khuất tất. Thế nên tôi đành đứng dậy đi về phía đó. Phương chu đáo đến mức, chọn riêng một cốc vị sô-cô-la đưa cho tôi. Chị uống cái này đi, vị này ngon lắm đấy. Cảm ơn em nhé. Mà sao nãy giờ chị không lại đây để lấy trà sữa thế? Chị bận lắm sao? À, chị đang làm số liệu ấy mà. Thế hôm nay em có thời gian rỗi à? Vâng ạ, em rỗi thế nên mua trà sữa đến cho mọi người. Nhân tiện mang cho anh Hoàng một cốc cà phê. Vậy sao? Vâng ạ, loại này khó mua lắm. Em tìm mãi mới mua được thế nên mang đến luôn. Thế thì em vào đưa sếp đi, không thì đã lại tan mất đấy. Vâng ạ, em vào đây. Thế chị uống trà sữa đi nhé. Ừ, cảm ơn em. Sau khi Phương đến phòng của anh rồi, tôi cầm cốc trà sữa quay về chỗ, thế nhưng không uống. Còn bé Hòa thì thánh buồn chuyện,
Nhìn thấy tôi như vậy không nhịn được, cằn nhằn mãi. Em mà như chị nhá, còn lâu em mới thèm lấy trà sữa. Phương không biết chuyện, với cả em ấy cũng tốt mà. Em ấy có làm gì chị đâu. Thế mày không thấy như vậy sao? Thật không đấy? Không biết thật à? Ừ, nếu như biết thì chắc không thể nào đối xử với chị như vậy. Với cả chị là người sai chứ không phải là em ấy. Hoa nghe tôi nói xong thì không nói nữa, nhưng mà cũng không uống hết cốc trà sữa kia mà ném luôn vào thùng rác. Thực ra thì ngay cả tôi cũng không muốn uống. Cho dù cô ấy hiền lành đến đâu đi chăng nữa thì nhận đồ của vợ chưa cưới của anh vẫn làm tôi cảm thấy khó chịu sao ấy. Một lát sau thì Phương từ phòng của anh đi ra, nụ cười tươi rói vẫn còn đọng lại trên môi. Cô ấy hỏi han mọi người thêm một lần nữa, nhắc mọi người uống sớm, không tan đá thì lại mất ngon. Lúc đi ngang qua chỗ tôi lại còn nửa đùa nửa thật. Chị Như, chê trà sữa của em sao? Em giận đấy nhá. Tôi cảm thấy ngại với em ấy, cuối cùng đành phải uống một ngụm cho xong. Buổi tối hôm đó về nhà thì không hiểu sao tôi lại bị đau bụng. Tôi cứ nghĩ là do mình ăn linh tinh mới đau như vậy, với cả đoán chỉ là đau sơ sơ một tí rồi thôi. Vậy mà nó cứ âm ỉ đau mãi, làm cho mồ hôi của tôi cứ vã cả ra, cả người thì giống như phát sốt. Bởi vì mệt nên tôi không còn sức để dậy nấu cơm nữa. Vừa đói lại vừa đau bụng nên cứ lả đi. Đang thiêm thiếp ngủ thì bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp sờ lên đầu của tôi. Giật mình mở mắt ra mới thấy một bóng người quen quen đang ngồi bên cạnh. Hoàng trầm mặc nhìn tôi, không nói gì cả, lặng lẽ nhìn như vậy thôi. Tôi thấy anh đến mà không báo trước thì ngạc nhiên. Tại sao anh đến mà không gọi tôi? Gọi rồi. Tôi lồm cồm chống tay ngồi dậy, lần mò tìm điện thoại. Bật lên thì mới thấy có một tin nhắn từ anh. Hoàng dặn tôi đúng hai chữ: nấu cơm. Nhưng mà tôi ngủ mê mệt thế nên không biết là anh nhắn đến. Tôi gượng gạo rồi đáp: à, tôi ngủ quên mất. Thế bây giờ tôi đi nấu cơm đây. Anh chịu khó đợi một tí nhé. Thôi khỏi. Đợi cô nấu xong thì chắc tôi chết đói mất. Muốn ăn gì? Dạ. Đầu óc của tôi vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh. Phải mất một lúc thì tôi mới hiểu ý của anh, là anh hỏi tôi muốn ăn gì. Lâu lắm rồi tôi chỉ có phục vụ anh, hiếm lắm mới thấy anh hỏi ý tôi. Cảm thấy hơi kỳ lạ nên đành dè dặt hỏi lại: anh định mua ở ngoài sao? Ừ. Thêm tôi ăn cháo ếch Singapore được không? Ừ. Nói xong thì Hoàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Tôi không dám để đại gia đến mà không được tiếp đón nên lật đật cũng định xuống giường. Thế nhưng ra đến cửa dường như anh lại nhớ ra điều gì đó, quay đầu rồi bảo với tôi: tôi làm việc ở ngoài, cô không cần ra, mất công làm phiền tôi. Tôi biết rồi. Tôi ngủ thêm một lúc nữa, đến khi Hoàng gõ cửa một lần nữa thì mới tỉnh dậy. Đi ra ngoài nhìn thấy món cháo ếch Singapore đã được mang đến, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Phần của anh thì là một suất thịt bò bít tết thơm phức. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện đôi ba câu. Đến khi sắp ăn xong thì bỗng nhiên có tiếng người bấm chuông cửa. Hoàng đột nhiên nhíu mày. Tôi thì sợ anh nghĩ có người lạ đến tìm, rồi thấy anh ở đây nên đành lên tiếng: chắc là quản lý chung cư đến thu tiền vệ sinh đấy. Buổi chiều nay chú ấy vừa nhắc tôi, để tôi ra mở cửa. Ăn đi. Nói xong thì anh chủ động đứng dậy mở cửa giúp tôi. Thế nhưng khi cửa mở ra, tôi nhìn ra bên ngoài mới biết người đến không phải là quản lý chung cư, mà là Mai. Nó có vẻ rất ngạc nhiên bởi vì động mặt anh ở đây. Nó sững người vài giây, một lát sau mới ấp úng nói: anh... À, em tìm Như. Như đang ở trong nhà. Nói rồi anh chủ động nghiêng người để Mai bước vào. Lúc ấy thì tôi cũng từ bên trong chạy ra. Bị Mai bắt gặp, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng mà còn có anh ở đây nữa nên tôi đành phải giả vờ như bình thường, vội vàng bảo với nó: thế mày đến sao không gọi trước cho tao vậy? Tại tao nghĩ giờ này thì mày ở nhà nên mới đến thôi. Thế nếu mày bận quá thì thôi, để hôm khác tao sang. Thấy tay của nó còn xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, tôi để Mai về luôn thì ngại với nó quá. Mà liếc sang nhìn Hoàng thì thấy anh cũng đã vào bên trong, cho nên tôi thấp giọng hỏi: có việc gì thế mày? Không sao đâu. Thế nói tao nghe xem nào. Sao mày lại xách theo túi quần áo thế kia?
đừng có nói là bỏ nhà đi nhé. Vẻ mặt của Mai hơi lúng túng, nó bối rối nhìn tôi. Thôi, kệ đi, tao ra khách sạn ngủ. Mày điên à? Con gái con lứa một mình, ra khách sạn làm cái gì? Vào nhà đi, tối nay mày cứ ngủ ở đây với tao. Nhưng mà, còn anh Hoàng thì sao? Thôi cứ kệ tao đi, tao ra khách sạn ngủ một hôm có chết đâu mà. Tí nữa là anh ấy về ngay thôi, mày cứ vào đi. Tôi không đành lòng để Mai phải ra khách sạn ngủ, thế nên cầm tay của nó kéo vào trong nhà. Lúc này thì Hoàng đã ăn xong, tôi thấy anh đang ngồi chăm chú ôm laptop, làm việc ở sofa, nên tạm thời cũng chưa nói gì cả. Chỉ dẫn Mai vào trong phòng ngủ rồi bảo nó. Phòng tắm ở đằng kia, mày đi tắm rồi đi ngủ đi nhá. À, mà mày đã ăn gì chưa? Tao ăn rồi, nhưng mà nói thật, tao vẫn ngại lắm. Tao đến đây bỗng nhiên lại phá đám mày với anh Hoàng như vậy. Mai chưa nói hết câu tôi đã ngắt lời. Phá đám cái gì chứ? Đừng lo, mày cứ đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Ừ, tao biết rồi. Trong lúc Mai tắm thì tôi đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn thấy Hoàng vẫn tập trung làm việc, nên cứ ngần ngừ mãi, chưa biết mở miệng ra sao cả. Mãi một lúc sau, tôi mới lý nhí hỏi. Tối nay, anh có thể rời sang ngày mai được không? Hôm nay bạn tôi đến, mà nó thì không có chỗ ngủ, thế nên muốn ngủ nhờ một hôm ấy. Hoàng nghe xong thì ngừng tay gõ phím lại, hơi nghiêng đầu quay sang nhìn tôi. Thế anh chỉ nhìn mà không nói, tôi sợ là anh không tin tưởng Mai, sợ là anh nghĩ nó sẽ nói ra chuyện của chúng tôi. Thế là tôi vội vàng rồi bảo. Anh yên tâm đi, tôi sẽ bảo nó giữ mồm giữ miệng. Với cả nó chơi với tôi từ lúc còn học đại học, sẽ không nói linh tinh đâu. Mà trước đây anh cũng gặp Mai vài lần rồi còn gì. Sao cô biết là bạn cô không nói? Bởi vì tôi chơi với nó rất lâu rồi, nó tốt mà, anh đừng lo. Biết thế là được. Vâng. Thương lượng với anh xong xuôi, tôi mới thở phào một tiếng rồi đứng dậy đi gọi điện thoại cho mẹ tôi. Lẽ ra hôm nay tôi phải đến bệnh viện cùng với mẹ, nhưng mà đau bụng nên định để tối mới đến ngủ cùng. Bây giờ lại vướng thêm cái Mai nữa, nên chắc là tôi không sang bệnh viện được. Đành phải gọi để báo cho mẹ tôi một tiếng, không thì mẹ lại lo. Khi tôi nói chuyện xong, đi vào thì Hoàng cũng vừa ra về. Chỉ còn mỗi Mai đang ở trong bếp rót nước để uống thuốc. Bình thường tôi không hay để ý đến nó cho lắm, nhưng mà hôm nay có anh ở đây, mà nó mặc cái váy ngủ 2 giây đi ra đây. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại cứ cảm thấy kỳ kỳ. Nhưng mà nhắc nó những chuyện như thế thì cũng ngại. Và lại, anh cũng không phải là người yêu hay chồng của tôi. Tôi cũng chả có quyền gì quản lý anh, cũng chỉ đi lại rồi hỏi nó. Anh Hoàng về rồi à mày? À, vừa về rồi đấy. Thế mày uống thuốc gì vậy? Kháng sinh. Tao ốm mấy hôm nay mà. Thế uống nhanh rồi vào nằm nghỉ đi, không mệt đấy. Tao biết rồi. Buổi tối hôm đó, thật ra là tôi vẫn mệt và âm ỉ đau bụng. Nhưng mà vì Mai hỏi chuyện, nên vẫn cố thức để trả lời nó. Mai hỏi tôi. Thế sao mày bảo là mày với ông Hoàng không liên quan đến nhau nữa, mà tự nhiên ông ấy lại ở nhà mày như thế? Thế nếu như tao nói bọn tao không có gì, mày có tin không? Không tin. Một nam một nữ ở nhà thế này thì đứa nào mà tin được? Vẫn đang dây dưa chưa dứt, nhưng mà vẫn như cũ thôi. Không phải là yêu nhau đâu. Mày đừng có nói với tao, người mà mày vay tiền là anh Hoàng đấy nhá. Tôi xấu hổ cười gượng rồi đáp. Là anh ấy đấy. Tao ngại nên không dám nói cho mày biết. Bọn tao chỉ qua lại mấy tháng nữa thôi, cũng sắp chấm dứt rồi. Sao thế? Mà sao lại chấm dứt? Thì vì việc ông ấy sắp lấy vợ đấy. Đã thỏa thuận rồi, trước khi ông ấy cưới một tháng sẽ chấm dứt. Với cả đợi mẹ tao khỏe lại thì tao cũng định xin nghỉ việc ở công ty để làm ở công ty khác. Có người yêu cũ là sếp cứ thấy xào xào ấy, khó sống quá. Thế ông ấy vẫn yêu mày sao? Không phải đâu, chỉ là giải quyết nhu cầu thôi. Hôm trước mày bảo là chấm dứt, tao cứ nghĩ là ông ấy tìm quả lạ để chăn rau cơ. Nhưng mà giờ thấy bọn mày vẫn cứ dây dưa thế này, bỗng nhiên tao nghĩ khác. Ông ấy sắp có vợ, thế tội gì phải đi giải quyết với mày?
giải quyết với vợ của lão ấy thì không sướng hơn à? Mà con đó thì đúng kiểu con nhà giàu. Khiếp, cả người toàn tiền là tiền thôi. Da thì trắng nõn nà, ngực nở, mông cong, lại còn cái mặt bay bì nữa. Vợ ngon như thế thì cần gì ra ngoài giải quyết? Chỉ có thể là ông ấy còn tình cảm với mày nên mới như vậy thôi. Không có đâu. Chắc là tại cái Phương nó hiền với ngon nên ông ấy muốn giữ đến đêm tân hôn. Còn tao chỉ là công cụ giải quyết sinh lý, chứ chả có tình cảm gì đâu. Như thế cũng lạ nhỉ. Bao nhiêu người không chọn, chọn đúng người yêu cũ. Thôi cứ kệ đi. Mà nói chuyện của mày đi. Sao lại bỏ nhà đi như thế? Thì cũng có gì đâu. Tại vì mẹ tao cứ nói suốt chuyện lấy chồng ấy. Thế rồi cãi nhau, tao tức quá thì bỏ nhà đi thôi. Thì là vì mẹ mày lo cho mày mà. Mẹ tao cũng thế thôi, cứ giục lấy chồng suốt đi. Thế tao ở nhà mày mấy hôm nhá, được không? Được chứ. Thế nhỡ đâu anh Hoàng đến thì tính sao đây? Có ngại không? Chắc không sao đâu, để tao nói với anh ấy. Thế cảm ơn mày trước nhá. Ừ, cảm ơn cảm biết cái gì. Đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Ừ, thế ngủ thôi. Ngày hôm sau thì Mai vẫn ở nhà tôi, cho nên tôi đành nhắn tin cho anh, bảo để tôi qua nhà anh cũng được. Thế nhưng có lẽ là Hoàng bận việc, chỉ trả lời qua loa một câu. Không cần, lúc khác đi. Tôi biết tính của anh vui buồn thất thường, giống như thời tiết, nên cũng không thắc mắc gì cả. Với cả mẹ tôi cũng mới vừa mổ xong, tôi muốn có thời gian ở với mẹ. Không phải đến nhà của anh thì lại càng tốt. Trong thời gian này, tôi cũng sợ mình đi đi về về lệch giờ với Mai, nên đưa cho nó thẻ và mật khẩu cửa nhà tôi. Dặn nó nếu như thấy tôi không về thì cứ đi ngủ trước. Tôi ngủ lại bệnh viện cùng với mẹ. Cứ như thế cho đến một hôm, tôi mời cả phòng đi liên hoan, ăn mừng nhà mới, nên có uống rượu. Sợ là ảnh hưởng đến mẹ thế nên tôi không qua viện nữa, mà về thẳng nhà. Lúc đó thì Mai cũng đã về rồi. Nó thấy tôi mặt mày đỏ bừng như thế thì sốt sắng hỏi. Mày sao thế? Uống rượu à? Ừ, hôm nay đi liên hoan mà. Mọi người chúc nhau ghê quá. Sắp say rồi đây. Thế hôm nay mày có qua viện với mẹ mày chưa? À không, nhưng mà tao gọi cho mẹ tao rồi, cũng đã dặn y tá trông chừng. Tối nay tao ngủ ở nhà thôi. Mẹ tao mà biết tao uống rượu thì lại cằn nhằn nữa. Thế thì đi rửa mặt đi, rồi vào phòng nằm nhé. Để tao pha cho mày cốc trà gừng. Thôi không cần đâu, lại mất công giải. Có việc gì đâu, uống trà gừng mới giải được rượu. Mày cứ vào phòng đi, tao pha xong tao mang vào cho. Nó đã nói như vậy, tôi cũng ngại từ chối, nên đành gật đầu một cái, rồi loạng choạng đi vào phòng. Một lúc sau thì Mai mang cốc trà gừng còn nóng hổi cho tôi. Nó đặt lên tủ cạnh giường rồi bảo. Hay là để tao đánh gió cho mày nhé. Đánh xong, uống cốc trà gừng vào cho ấm người. Xong rồi ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy, sẽ không mệt đâu. Ừ thế thôi, mày đánh gió cho tao đi. Mà lâu lắm rồi mới có người chăm sóc đấy. Gớm, thế trước đây được trai chăm quen rồi chứ gì nữa. Làm gì có, toàn mẹ tao chăm thôi. Thôi, cởi bớt quả áo ra tao đánh gió cho. Sau đó thì Mai cẩn thận lấy dầu rồi đánh gió cho tôi. Xong xuôi chờ tôi uống xong trà gừng rồi mới đi ra ngoài. Tôi uống xong thì nằm vật ra giường. Mệt quá định đi ngủ. Thế nhưng mà bỗng nhiên mùi rượu cùng với mùi trà nhộn nhạo trong ruột làm cổ họng của tôi cứ lợm lên. Cố nhịn nhưng mà không thể nào nhịn được. Cuối cùng thì đành bật dậy rồi chạy vào nhà tắm nôn mửa trong đó. Tôi nôn tất cả những gì trong bụng ra. Rửa mặt xong thì lảo đảo treo lên giường nằm. Say rượu đúng là quá khổ thật đấy. Đầu óc thì cứ quay giống như trong chóng mà không thể nào ngủ được. Tay chân thì bồn rộn, chả còn tí sức lực nào cả. Đang loay hoay không biết chống đỡ với cảm giác buồn bực này kiểu gì thì bỗng nhiên lại thấy Mai đi vào. Tôi tưởng là nó cũng vào ngủ, nhưng mà nó chỉ đứng bên cạnh giường rồi gọi tên tôi. Như ơi, ngủ chưa? Tôi nghe nó gọi nhưng mà chẳng hiểu sao, vì sai hay vì lý do gì mà chần chừ không trả lời. Mai gọi tôi mấy tiếng, không thấy tôi đáp, thì mới ngồi xuống giường cầm điện thoại của tôi lên. Tiếp theo, lại cầm ngón tay cái của tôi, ấn nút mở khóa màn hình. Lúc này dù đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng mà tôi cũng nhận ra, hình như nó có điều gì đó bất thường. Tôi muốn xem là Mai định làm gì,
Thế là giả vờ nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích. Mãi một lúc rất lâu sau, hé hé mắt ra, cũng vẫn thấy nó đang xem điện thoại của tôi. Tôi nôn được ra và thấy cả thái độ kỳ lạ của Mai nữa. Hai việc này làm hơi rượu trong người của tôi bay đi quá nửa. Tôi vẫn im lặng nằm chờ thêm một lúc nữa xem thế nào. Cuối cùng thì khoảng gần 10 phút sau, nghe tiếng tít tít của cửa nhà được ai đó nhập mật mã vào. Tiếp theo là tiếng cửa mở ra. Mai nghe thấy âm thanh này thì cũng vội vàng đặt điện thoại của tôi xuống rồi chạy ra ngoài. Câu đầu tiên nó nói với người đó: "Ơ, anh đến đây à?" Người bên ngoài không trả lời, nhưng mà sau đó vài giây tôi lại nghe thấy tiếng cái Mai nói tiếp: "Anh tìm Như à? Như đang ở trong phòng đấy. Hình như là hôm nay nó say quá hay sao ấy anh à?" Lần này thì Hoàng mới đáp lại. Mặc dù trước khi anh mở miệng tôi đã đoán 99% là anh rồi, nhưng dù còn 1% cuối cùng thì tôi vẫn không muốn tin. Tôi không hiểu Mai lấy điện thoại của tôi làm gì. Hoàng đến đây là vì trùng hợp hay là nó gọi đến? Và tại sao nó phải gọi anh đến? Có quá nhiều câu hỏi mà tạm thời tôi không thể nào trả lời ngay được, cho nên đành quyết định im lặng, tiếp tục chờ đợi. Anh lên tiếng: "Như say rượu sao?" "Vâng ạ, nó say quá. Khi nãy phải có người đưa về tận nhà đấy. Chả biết là uống ở đâu mà say không biết trời đất gì cả. Thế anh vào xem nó thế nào đi." Có tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ của tôi. Tôi muốn xem là cái Mai định làm gì, nên vội vàng nhắm mắt, giả vờ là mình đã ngủ. Một lát sau cửa phòng mở ra, vài giây tiếp theo thì đệm bên cạnh tôi lún xuống. Bên cánh mũi, người thấy mùi da thịt thơm thơm của anh phảng phất trong không khí. Dù không mở mắt ra, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn tôi. Hoàng ngồi bên cạnh nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi suýt chút nữa tôi định đầu hàng mở mắt dậy, thì bỗng nhiên lại nghe tiếng Mai đi vào. "Nó ngủ rồi à anh?" "Ừ." "Thế anh uống nước đi. Khi nãy em cũng cho nó uống một cốc trà gừng đấy. Chắc là sáng ngày mai ngủ dậy không bị mệt đâu. Anh đừng lo." "Tôi không uống. Cảm ơn." Mai nghe xong thở dài, nó bảo: "Mỗi lần say nó toàn như thế cả. Chả nhớ là mình làm gì, đi với ai cũng không biết. Mà hôm nay em nghe nó bảo đi liên hoan với công ty. Thế anh không đi sao?" "Không. Công ty không liên hoan." "Ơ, thế lạ nhỉ. Nó bảo với em như thế mà. Nó bảo có cả anh nữa, nên em mới yên tâm. Ai ngờ lúc đưa nó về em lại thấy không phải anh, mà là cái anh gì đấy, nhìn mặt lạ lắm ấy." Tôi không nhìn thấy sắc mặt của anh thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của anh dừng lại trên khuôn mặt của tôi. Anh không trả lời, chỉ có Mai là nói tiếp: "Nó uống rượu thế này em cũng cảm thấy lo lắm. Mà khi nãy lại có con trai đưa về nữa. Con gái còn lứa say nhún cả người ra mà lại đi cùng với đàn ông. Gặp người tốt thì không sao, mà gặp người không tốt thì có phải là khổ không?" "Thế cô thấy người đưa Như về hôm nay tốt hay không tốt?" "Em cũng không biết. Nhưng mà thấy các anh ấy cũng uống nhiều lắm, định đưa Như vào phòng ngủ. Nhưng mà em bảo thôi cứ để đấy em làm. Ông ấy cứ nhìn chằm chằm em một lúc thì mới ra về đấy anh ạ." "Thế sao? Thế anh có biết cái anh đó không? Em nghe Như nó gọi cái gì nhỉ? À, Lâm. Hình như nó gọi là Lâm đấy. Chắc là cùng công ty với anh phải không?" Trong lòng của tôi thầm nghĩ, vở kịch này cuối cùng cũng bắt đầu. Hóa ra người bạn mà bao nhiêu lâu nay tôi vẫn tin tưởng, người gắn bó với tôi suốt 8 năm qua, kết quả là đâm sau lưng của tôi một nhát đau đớn như vậy. Mai rõ ràng biết tôi về một mình, không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, thế nhưng lại kể cho anh nghe một câu chuyện hoàn toàn khác. Nãy giờ nó đọc tin nhắn của tôi, chắc là đọc được mấy tin nhắn anh Lâm đến mới đoán được anh ấy theo đuổi tôi. Sau đó thì dựng nên câu chuyện như thế. Hoàng là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều muốn có. Mai thích anh, tôi có thể hiểu được. Nó muốn tiếp cận anh, tôi cũng có thể thông cảm. Nhưng mà tại sao nó lại có thể hại tôi một cách trắng trợn như vậy? Trong lòng của tôi cảm thấy kinh ngạc, bất ngờ, khó tin và cả thất vọng nữa. Thực sự thất vọng rất nhiều. Qua một lát sau tôi nghe thấy tiếng của Hoàng trả lời: "Người đó không làm cùng công ty." "Ơ, thế chắc là em nhầm mà. Thế anh có đói không? Em ra ngoài làm gì cho anh ăn nhé. Chắc là anh từ công ty sang đây luôn, chưa kịp ăn gì đúng không?"
Tôi ăn rồi, không cần làm phần của tôi. Thế thì để em dọn lại giường cho anh ngủ nhé. Khi nãy cái Như nó say rồi quậy lung tung, nhắn hết cả ga giường rồi đấy. Anh đợi một lát, em dọn một tí là xong ngay. Hoàng vẫn từ chối, nhưng mà Mai không nghe. Nó vẫn cúi người kéo phẳng lại ga giường cho tôi. Chưa đầy chục giây sau, đã thấy nó á lên một tiếng. Sau đó có tiếng quần áo ma sát, giống như bị đồ nhào vào người của anh. Tôi hé hé mắt xem hai người họ đang làm gì. Cuối cùng thì thấy Mai nằm gọn trong lòng của Hoàng, hai má ửng hồng nhìn anh. Ơ, em xin lỗi, em không cố ý. Sắc mặt của anh lạnh như cục đá. Vừa định hất tay ra thì bỗng nhiên Mai thay đổi thái độ, vòng hai tay lên cổ của anh rồi núng nịu. Eo ơi, người của anh thơm thế. Mùa nước hoa gì đây mà thơm như vậy? Em thích người mùa này cực ấy. Bây giờ được người gần thì thấy đúng là thơm thật. Buông tay. Tôi biết tính của anh từ trước đến giờ rất ghét động chạm vào người lạ. Phụ nữ lạ thì lại càng không. Cho nên sau nhiều năm như vậy mới vẫn tìm đến người cũ là tôi, giải quyết nhu cầu với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn xem Mai sẽ làm như thế nào và anh sẽ cư xử ra sao. Thế là tôi vẫn tiếp tục giả vờ im lặng. Lúc này thì nó dướn người lên, làm trượt một quai áo hai giây xuống. Nửa bầu ngực đẫy đà của nó cứ lắc qua lắc lại trước mặt của anh. Cái Như nó ngủ say rồi. Đêm nay nó không phục vụ anh được đâu. Hay là tối nay, để em phục vụ anh nhé. Anh yên tâm đi, em không đòi tiền anh giống như nó đâu. Người ta thích anh từ lâu lắm rồi đấy. Chỉ muốn được ở bên anh thôi, không cần tiền đâu. Với cả, em nói cho anh biết một bí mật nhé. Em nhìn thấy trên cổ của Như đầy dấu hôn ấy. Tối nay không biết nó đi với ai, làm những gì. Anh còn cần nó làm gì nữa? Em vẫn còn Trinh, anh có tin không? Hoàng hơi liếc về phía của tôi. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra tại sao ban nãy Mai cạo gió ở cổ tôi rất lâu. Hóa ra là nó đã toan tính từ trước, cố tình dựng chuyện để anh nghĩ xấu về tôi. Anh quay lại nhìn Mai, nhếch môi cười nhạt. Không tin. Tức không tin thì anh thử là biết ngay mà. Trước giờ em chưa có người yêu lần nào cả. Em dành hết cho anh đấy. Anh xem, em yêu anh hơn Như, sạch sẽ hơn nó. Người em cũng đẹp hơn nó. Anh cứ sờ thử mà xem đi. Nói rồi, nó định cầm tay của anh đặt lên ngực nó. Nhưng mà nó cố nhấc tay anh vài lần mà Hoàng thì không hề nhúc nhích. Anh chỉ nói. Nhìn là biết. Khỏi cần sờ. Cổ họng của tôi đột nhiên dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề. Lần này là thất vọng vì anh. Chỉ vài phút trước tôi vẫn tự tin rằng anh sẽ không động vào Mai. Thế mà giờ hình như tôi đã nhầm. Cái Mai thấy anh bật đèn xanh như vậy thì cười khúc khích, bàn tay lần mò lên ngực áo của anh, cởi cúc áo sơ mi trên đó. Thế thì để em sờ người anh thử xem nhé, xem là cơ ngực của anh đến đâu. Nhìn thấy anh mặc áo sơ mi cũng nhiều, nhưng mà chưa thấy anh cởi trần bao giờ cả. Không biết là cởi trần có đẹp hơn mặc áo không nhỉ? Hay là mình sang phòng bên nhé, để em phục vụ anh. Chứ ở đây em sợ. Sợ gì? Sợ như nghe thấy. Đã có gan làm thì sao phải sợ? Thế nếu như anh muốn làm ở đây cũng được. Ở đâu thì em cũng phục vụ anh hết lòng cả. Người ta yêu anh mà. Hoàng à, anh có muốn em không? Trả lời cho em biết đi. Người ta muốn anh điên lên được ấy. Anh có biết không? Từ ngày xưa lúc Như với anh chưa quen nhau, em đã thích anh rồi. Anh là hot boy của trường, thế ai mà chả thích? Cô ta cởi được ba cúc áo thì lại vươn tay định vuốt ve gương mặt của anh, nhưng mà Hoàng ngay lập tức nghiêng đầu né tránh. Chỉ có Mai khẽ than nhẹ một tiếng. Đẹp trai thế này không yêu thì hơi phí anh nhỉ. Em cứ tưởng là anh ở luôn bên nước ngoài không về nữa, nên em định ở giá hết cả đời đấy. Cũng may anh vẫn trở về. Anh đi 6 năm, người ta rất nhớ anh đấy, anh có biết không? Tôi nghe đến đây thì hết chịu nổi. Không thể ngờ được người mà Mai yêu đơn phương từng ấy năm trời mà mẹ nó nói với tôi hóa ra là người yêu cũ của tôi. Nó nhẫn nhịn ở cạnh tôi 8 năm, âm thầm chứng kiến Hoàng với tôi yêu nhau, âm thầm nhìn chúng tôi xa nhau, và bây giờ thì lại âm thầm trông thấy tôi với anh quay lại bằng mối giao dịch xác thịt, sau đó lợi dụng tôi để trèo lên giường của anh. Nó điên rồi,
Nó đúng là điên. Những câu nói của nó với anh hôm nay làm tôi vỡ lẽ, làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Người ta cho anh hết cả đấy, anh có thích không? Hoàng à, em yêu anh. Nhìn thấy Mai định hôn anh, tôi định bật dậy, thì Hoàng lại nhìn về phía tôi, lạnh lùng nói một câu. Còn giả vờ nữa. Tôi lập tức mở mắt trợn tròn nhìn anh, không nghĩ là anh sẽ nói câu đó với mình trong hoàn cảnh này. Hóa ra là anh biết tôi giả vờ, nhưng mà vẫn cố tình không đẩy Mai ra, vẫn diễn tiếp vở kịch đó, để cho tôi thấy rõ bộ mặt của nó. Mai nghe thấy như vậy thì ngay lập tức khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Nó kinh ngạc đến mức há hốc miệng, sau đó nhanh như cắt, nhảy ra khỏi người của anh. Nó kéo cao lại váy ngủ đã sộc sạch, rồi lắp ba lắp bắp nói. Tao... Mày tỉnh từ bao giờ thế? Lúc này thì tôi thật sự muốn lao xuống giường đánh cho nó một trận. Không phải là đánh ghen, mà đánh vì nó phản bội tình bạn của tôi. Đánh vì nó làm tôi tột cùng thất vọng. Thế nhưng lúc ấy tôi không còn tí sức lực gì cả. Nhìn gì cũng quay như trong chóng. Cho nên đành phải cố nhìn lại, chống tay ngồi dậy. Tao chưa ngủ tí nào cả. Mày... Mày bị điên à? Mày điên mẹ rồi đấy. Mày không phải là bạn tao. Mày là đồ dối trá, lòng lang dạ sói. Tao yêu anh Hoàng thì có gì là sai? Mày cũng chỉ là ngủ với anh ấy vì tiền thôi. Còn tao, tao mới yêu anh ấy, tao không cần tiền. Mày mới là đồ lừa đảo đấy. Có mặt anh ở đó, để anh chứng kiến hai đứa từng là bạn thân tranh giành nhau một người đàn ông, làm tôi cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao tình bạn của tôi và Mai cũng kéo dài suốt 8 năm. Đến nước này, chắc là mãi mãi không thể nào hàn gắn. Nhưng tôi vẫn muốn mọi thứ kết thúc trong nhẹ nhàng, ít nhất là để người khác không cười vào mặt của chúng tôi. Tôi cố nút khan một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, rồi chậm chạp nói từng chữ. Đi ra khỏi nhà tao. Đi nhanh, trước khi tao nổi điên đấy. Mày không cần phải đuổi, tao tự đi. Nói rồi nó quay sang nhìn Hoàng, thấy vẻ mặt của anh không chút biểu cảm, không hề quan tâm gì đến nó, mà chỉ lấy khăn ướt lau đi lau lại ngón tay. Dường như động chạm vào nó làm cho anh cảm thấy rất bẩn. Ánh mắt của Mai hẳn lên đau đớn. Tôi đuổi như thế mà nó không khóc, mà thấy thái độ của anh như thế thì nước mắt của nó lại trực trờ rơi xuống. Giọng của Mai run rẩy, có thể nghe ra bao nhiêu bất mãn, đố kỵ và đau đớn. Anh lừa em như vậy, anh cảm thấy vui không? Lấy em ra làm trò cười như thế, anh vui lắm sao? Anh ghét em lắm mà. Thế tại sao anh chọn nó mà không chọn em? Em thua kém gì nó chứ? Em chẳng đòi hỏi gì từ anh cả. Em cũng không cần tiền. Tại sao anh phải chọn cái đứa chỉ suốt ngày biết moi tiền của anh như thế? Cái loại chỉ biết đến tiền như nó, không xứng đáng. Nó chỉ là đào mỏ anh thôi. Anh không nhận ra sao? Mày im ngay đi. Tôi gào lên đau đớn. Hoàng thản nhiên vứt khăn ướt vào giọt rác, ngẩng đầu nhìn nó, rồi thờ ơ trả lời một câu. Vì cô bẩn. Anh. Mai sững sờ nhìn anh, tức tối không nói được câu gì cả. Một lát sau nó cười nhạt một tiếng, quay đầu lại lườm tôi một cái rồi bỏ đi. Sau khi Mai đi rồi, tôi không thể nào chống đỡ được nữa, nên nằm vật ra giường. Hai mắt thì giáo hoành nhìn trần nhà, cổ họng đắng chát và khô khốc. Tôi ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ khó khăn rồi nói. Xin lỗi nhé, để cho anh chứng kiến những chuyện vớ vẩn của tôi. Ngày mai tôi hỏi tội cô sau. Tội gì? Anh không trả lời, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Tôi định nằm chờ anh, nhưng mà lúc này hai mắt cứ díu lại, cuối cùng ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy anh nằm cạnh tôi từ bao giờ. Tôi nhìn anh một lúc, sau đó khát nước quá, định cựa quậy ngồi dậy. Mỗi cái tội vừa nhúc nhích người thì anh lẩm bẩm cằn nhằn. Nằm yên. Nhưng mà tôi khát nước. Nghe tôi nói như vậy thì cánh tay của anh mới khẽ buông lỏng, nhưng mà chân thì vẫn kẹp chặt đùi của tôi. Tôi quen với cái kiểu ngay cả ngủ cũng phải chiếm hữu của anh, nên chỉ dướn người lên cầm cốc nước để ngay đầu giường, mắt nhắm mắt mở uống hết cả một ngụm. Uống xong cốc nước đó thì cơn khát cũng dịu đi, nhưng mà nằm xuống giường được một lúc thì không hiểu sao người của tôi cứ nóng bừng cả lên. Từ bụng dưới như có một luồng khí cồn cào xông tới, tâm trí xuất hiện một nỗi khát khao chưa từng có. Tôi khó chịu ngọ ngoại hết bên này đến bên khác. Sau đó
thấy da thịt của anh mềm mại trơn nhẵn quá, không nhịn được, vòng tay ôm lấy, xong rồi lại còn cọ cọ vào người của anh. Hoàng đang ngái ngủ, nhìn thấy tôi cứ cọ qua cọ lại như chó con thì nhíu mày. Sao thế? Nóng quá, không biết sao mà tự nhiên lại nóng quá như vậy. Gì cơ? Tôi cảm thấy khó chịu quá. Lúc này thì anh mới phát hiện ra tôi có điều không ổn, lập tức ngẩng lên nhìn cốc nước trên đầu giường. Thấy cốc cạn sạch thì lại càng nhíu mày chặt hơn. Anh buồn bực rồi hỏi. Uống hết cốc nước kia rồi sao? Ừ, khi nãy khát quá tôi uống hết rồi. Tôi lờ mờ nhận ra cốc nước này là đêm qua Mai mang vào nhưng mà anh không uống. Trong đó chắc chắn nó bỏ thuốc gì đó, nên tôi uống xong mới có cảm giác như vậy. Tôi khóc dở mếu dở rồi bảo với anh. Tôi uống xong mất rồi, bây giờ làm sao đây? Anh ngẫm nghĩ một lát, người tôi thì càng ngày càng nóng hơn, tay chân không nghe theo điều khiển nữa mà cứ cuốn lấy người của anh. Qua một lúc sau thì Hoàng gạt tay của tôi ra, thở hắt ra một tiếng. Dập lửa cho cô chứ biết làm sao nữa. Hả? Vừa nói dứt lời thì anh xoay người đè lên tôi, dùng hành động trực tiếp để cho tôi biết thế nào là dập lửa. Hai chúng tôi miệt mài trên giường không biết qua bao lâu. Đến khi tác dụng thuốc trong người của tôi không còn nữa thì tôi cũng hết sạch sức lực, nằm sụi lơ trên giường. Mới vừa nằm được một lát thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Thấy Hoa gọi đến, tôi uể oải cầm điện thoại lên nghe máy. Ừ, chị đây. Bà chị, tới hôm nay không đi làm à? Mới sáng sớm đi làm cái gì? Tới hôm nay mày chờ trời chờ đất à? Thế làm gì gọi chị sớm thế? 10 giờ sáng rồi nhớ, sớm cái gì? Bảo anh trưởng phòng đang chờ om sòm lên kia kìa. Chị dám nghỉ không có lý do. Chị đúng là chán sống đấy. Tôi nghe xong thì giật mình, vội vàng giơ điện thoại lên trước mặt, xem đồng hồ. Thấy thời gian hiển thị 10 giờ 13 phút thì tim muốn nhảy ra ngoài. Bình thường rèm cửa trong phòng không kéo kín, mà tôi cũng đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng. Hôm nay thì chuông báo thức không kêu, mà tôi cũng không thấy ánh sáng mặt trời, nên cứ nghĩ là bây giờ mới khoảng 5 hoặc là 6 giờ gì đó. Vội vàng bật dậy như lò xo, rồi quay sang bảo anh. Thôi chết rồi, 10 giờ rồi đấy, muộn giờ làm rồi. Thế tôi đi làm đây, anh có dậy luôn không? Hoàng thì không buồn mở mắt. Lần đầu tiên tôi thấy một người luôn đến sớm nhất công ty và cũng về muộn nhất, lại trốn việc, nằm y trên giường. Anh giơ tay rồi kéo tôi. Muộn rồi thì nghỉ luôn đi, vội cái gì? Anh nghỉ việc không có lý do, có bị trừ lương đâu. Nhưng mà tôi sẽ bị trừ đấy. Còn chưa nói hết câu thì điện thoại dưới giường đã vang lên mấy tiếng khúc khích. Lúc này tôi mới phát hiện ra, khi nãy mình vội quá, quên tắt cả điện thoại. Cái Hoa tủm tỉm nói. Ôi, thế thôi chị cứ ngủ tiếp đi nhá. Để em báo cáo với Bảo Anh cho. Không làm phiền hai người nữa. Em tắt máy đây. Sau chuyện đêm hôm đó, tôi và Mai không gặp nhau nữa. Mặc dù tôi rất buồn, nhưng mà trong lòng cũng hiểu rõ tình bạn của chúng tôi sẽ không thể nào tiếp diễn được nữa. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Tôi ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra, kể cả những lời nó khuyên tôi. Cuối cùng mới nhận ra rằng mọi thứ mà nó nói đều hướng về anh cả. Khi còn học đại học, nó luôn bảo tôi hẹn anh đi chơi cùng. Tôi biết là tính Hoàng không thích tiếp xúc với nhiều người, nên hiếm lắm mới rủ nó đi chơi cùng một bữa. Khi tôi từ anh trở về, chia tay anh, nó lại nói người như mình không xứng với người giàu đâu. Sớm muộn gì thì ông ấy cũng đá mày thôi. Chia tay sớm bớt đau khổ. Và suốt 4 năm nay, nó luôn hỏi tôi còn yêu Hoàng không? Có tin tức gì về anh không? Tôi nghĩ những lời đó đều đơn giản là bạn bè quan tâm nhau. Mãi đến bây giờ mọi thứ vỡ lở, tôi mới nhận ra không phải Mai nghĩ cho tôi, mà là nó lừa tôi. Tình bạn kéo dài suốt 8 năm nay, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười thôi. Cũng vì chuyện của nó mà tôi bắt đầu thiếu tin tưởng vào người khác. Ngay cả Hoa, tôi cũng không nói chuyện nhiều như trước. Con bé thấy tôi suốt ngày im ỉm, thì nhăn nhó rồi bảo. Thế dạo này bà sao thế? Chẳng thấy hot chuyện với em giống như ngày trước nữa. Có gì à? Có gì đâu. Chị mày đang tính xin cho mẹ vào viện điều dưỡng, nên bận lắm. Chả có tâm trí buôn chuyện với mày đâu. Nhưng mà sao lại xin cho mẹ sang điều dưỡng? Thế mẹ chị khỏe chưa? Cũng tạm ổn. Mổ xong gần 1 tháng rồi mà. Bác sĩ bảo sang viện điều dưỡng có các cụ ở đấy,
lại được bác sĩ y tá chăm sóc. Như thế tốt hơn là cho bà về nhà. Ừ nhờ, mà em thấy như thế cũng hợp lý đấy. Thế chị xin được chưa? Lúc nào thì chuyển đi? Chị định vài hôm nữa. Còn định đưa mẹ về qua nhà mới cho mẹ xem qua nữa. Mẹ chị vẫn chưa biết nhà mà. Thế hôm nào đón mẹ chị về thì bảo em nhé. Em mượn xe của bố chở đi. Thôi, chị đi taxi cũng được. Thôi cái gì mà thôi. Em chở không mất tiền thế không thích hơn à? Hôm nào về thì bà bảo em. Không bảo, em nghỉ chơi với bà luôn đi nhé. Biết rồi. Buổi chiều hôm đó tôi nấu cơm mang đến bệnh viện cho mẹ. Vừa bước vào thì thấy anh Lâm đang ngồi trong phòng nói chuyện với mẹ tôi. Từ hôm mẹ tôi mổ xong, anh ấy cũng hay đến thăm. Tôi có ý nói, bảo mẹ khỏe rồi, anh cũng không cần phải mất công đến nhiều nữa. Nhưng mà anh ấy vẫn không chịu. Hầu như cứ cách 3 ngày thì lại đến viện thăm mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn thấy con gái đến thì cười rồi bảo, đến rồi à con, anh Lâm đến thăm đấy. Mua bao nhiêu là đồ cho mẹ nữa đây. Bảo mãi mà hôm nào anh ấy cũng mang đến thế này thì ngại quá. Tôi nhìn anh Lâm khẽ cười một cái. Anh đến thăm là quý rồi, anh mua nhiều thế này mẹ em ngại lắm đấy. Anh đến lâu chưa? Anh đến được một lúc rồi. Mà em nấu cơm mang đến đấy à? Vâng ạ. Thế đưa đồ đây anh cầm cho. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, mẹ tôi cứ giục tôi và anh Lâm ra ngoài ăn cơm, không thì lại muộn mất. Tôi định từ chối, nhưng mà thấy ánh mắt của mẹ cứ trông đợi mãi. Với cả anh Lâm cũng bảo để anh đưa tôi đi ăn, nên cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Cơm ở bệnh viện không ngon lắm, nên anh Lâm dẫn tôi sang con ngõ đối diện bên kia đường. Chọn một quán cơm nho nhỏ, nhưng mà đồ ăn rất ngon và sạch sẽ. Tôi ăn cái gì cũng thấy vừa miệng, nên ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết quán này thế? Tít ở trong ngõ sâu thế này mà anh cũng biết à? Sao thế? Em ăn không ngon sao? Ngon chứ. Ngon chết đi được ấy. Thế mới thắc mắc sao anh biết chỗ bán cơm ngon như vậy đấy. Ngày xưa chăm bố suốt, nên ngóc ngách nào anh cũng biết mà. Lâu nay em toàn nấu cơm ở nhà rồi mang vào viện cho mẹ như vậy sao? Vâng ạ. Đi làm về thì đi chợ nấu cơm, xong thì mang vào viện cho mẹ. Thế dạo này anh có bận không? Không. Dạo gần đây ít công trình thế nên giãn việc. Hợp đồng với công ty em thì không hiểu sao xếp Hoàng cứ lần lữa mãi, không đồng ý ký. Thiết bị thì cũng nghiệm thu xong cả rồi đấy. Thế anh đến gặp anh Hoàng thêm lần nào chưa? Chưa. Anh đang định mấy hôm nữa mới đến. Gọi mấy lần thì toàn là trợ lý anh ấy nghe máy, nên có khi anh phải đến gặp một bữa xem sao. Em xem lịch xếp cho anh nhé. Xem hôm nào anh ấy rảnh rỗi thì bảo với anh. Vâng ạ, em biết rồi. Như này. Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, thấy ánh mắt của anh Lâm rất dịu dàng, lại như chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Trong lòng của tôi lờ mờ đoán được anh ấy muốn nói điều gì, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để từ chối. Tôi khẽ cười. Vâng, em nghe đi sư phụ. Anh thấy em một mình làm nhiều việc như thế vất vả lắm. Sau này để anh gánh vác giúp em được không? Một câu như tỏ tình mà lại không giống như tỏ tình. Anh Lâm biết tôi cần gì, muốn gì, sẵn sàng giúp tôi mà không cần tôi mở miệng nhờ vả. Có lẽ so với Hoàng bây giờ, anh ấy hợp với tôi hơn, đáng để tôi dựa vào hơn. Nhưng mà rất tiếc. Trước kia, anh đã đến muộn. Bây giờ khi anh từ miền Nam quay về, cũng vẫn muộn. Giá như anh ấy về trước khi Hoàng trở về một ngày thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cuộc đời con người gặp sai người, nhưng mà đúng thời điểm là một bi kịch. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm chỉ là một tiếng thở dài. Tôi hít sâu một hơi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi rồi đáp. Em quen ở một mình rồi sư phụ à. Vất vả thì mới trưởng thành được chứ. Có người gánh vác giúp thì sẽ ỉ lại ngay. Anh tự nguyện cho em ỉ lại mà. Sư phụ à. Em... Còn chưa nói hết câu thì anh Lâm đã ngắt lời tôi. Anh biết là em sẽ từ chối, nhưng mà tạm thời không muốn nghe. Anh chờ được. 3 năm nay, anh vẫn chờ được. Thì đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao đâu. Trước đây chưa có điều kiện, chưa có sự nghiệp. Muốn tỏ tình mà không dám nói. Bây giờ cũng chưa gọi là thành công lắm. Nhưng mà chắc là nuôi em được rồi. Anh không muốn nhìn thấy em vất vả. Thế nên bao giờ em suy nghĩ lại thì nói với anh nhé. Anh đừng chờ em nữa.
Em không xứng đáng để anh chờ đâu. Đã thích thì quan tâm gì đến chuyện xứng hay không xứng. Anh cũng không cần em quên người ở bên anh kia đâu. Chỉ cần em chấp nhận anh là được. Tôi định nói chuyện người tôi chờ đợi suốt mấy năm qua đã trở về nước. Nhưng mà nghĩ sắp đến, anh Lâm còn phải gặp mặt Hoàng để nói về chuyện hợp đồng kia. Cho nên tôi đành thôi. Tôi nghĩ đợi hợp đồng ký xong thì mình nói cũng được. Đằng nào thì cũng xác định sẽ không nhận lời anh Lâm. Sau đó vài ngày, trước khi chuyển mẹ sang viện điều dưỡng, tôi có đón mẹ về qua nhà chơi. Mẹ tôi thấy nhà vừa rộng vừa đẹp, lại có nội thất đầy đủ, thì vui mừng lắm, cứ tấm tắc khen mãi, còn nhắc đi nhắc lại. Có nhà thế này là ổn quá rồi, bây giờ chỉ cần lấy chồng nữa thôi. Mẹ nói chuyện với anh Lâm, thế hình như anh ấy cũng thích con đấy. Người ta tấn công như thế thì mày cứ hờ hững như vậy, chả thấy nồng nhiệt với anh ấy tí gì cả. Mẹ à, con không thích anh ấy đâu, mẹ đừng có gán ghép như vậy nữa. Thế thì mày còn yêu cầu thế nào nữa đây? Người ta làm phó giám đốc, lương tháng 6-70 triệu, chưa có nhà Hà Nội, nhưng mà với mức lương đó thì vài năm là đủ mua cho mấy. Với cả anh Lâm cũng cao ráo dễ nhìn, nhà mình thế này còn yêu cầu gì nữa hả con? Con biết chứ, nhưng mà con không thích thì biết làm sao đây. Ôi trời ạ, thế không thích thì mày định ế chồng à? Mẹ có chờ được mày mãi đâu. Không lấy chồng sớm đi, mẹ mà chết đi ấy, thì không thấy mặt cháu ngoại, thì không thể nào nhắm mắt nổi đâu. Rồi con biết rồi, thế để con thử tìm hiểu xem. Mẹ đừng có suy nghĩ linh tinh, mẹ vào giường nằm nghỉ đi, con nấu cơm xong thì gọi nhé. Mẹ khỏe rồi, để đấy mẹ nấu cho. Khỏe đâu mà khỏe, người thì xanh nhợt thế kia như tàu lá ấy, sức sống đâu mà đứng nấu. Mẹ vào phòng đi, nghe con, tí nữa con gọi. Mẹ tôi nói mãi không được, cuối cùng thì đành phải vào trong phòng nằm ngủ. Thế nhưng chỉ hơn 30 phút sau tự nhiên mẹ lại đi ra. Tôi cứ tưởng là bà nằm một chỗ khó chịu nên định ra phụ tôi. Ai ngờ đâu, mẹ lại cầm một chiếc bao cao su còn chưa sử dụng, vẻ mặt không nén nổi kinh ngạc nhìn tôi. Như, cái này là cái gì? Tôi và Hoàng thường không tránh thai bằng bao cao su. Anh bị dị ứng với bao cao su nên không bao giờ dùng đến. Mỗi lần làm, anh toàn chủ động cho ra ngoài. Thứ không dùng không thể nào xuất hiện trong nhà được. Nhưng mà tôi sợ mẹ kích động nên vội vàng nói. À, cái này mẹ thấy ở đâu ạ? Ngay đầu giường ngủ của con đấy. Con nói đi, con dẫn ai về nhà? Sao lại có cái thứ này trong nhà? Ôi trời ạ, con với cái, con là con gái đấy mà sao lại dại như vậy? Người tốt thì mày không thích, thế mày ngủ với ai mày nói xem nào. Không có đâu mẹ à, con không ngủ với ai cả. Thế thì tại sao lại có ở trong nhà? Cái này... À đúng rồi, con nhớ ra rồi. Hôm trước con cho chị cùng công ty đến ngủ nhờ một hôm. Chắc là chị ấy để quên đấy. Thật không? Quên cái gì không quên? Lại quên cái này á? Thì chắc là lúc đổ túi ra xong thì bị rơi thôi. Không phải của con đâu, con thể đấy. Mẹ tôi nghe xong mới tạm ngồi đi, ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn cầm cái bao cao su đỏ chót kìa. Con lớn rồi, mẹ không cấm chuyện yêu đương, nhưng mà con là con gái, phải biết giữ mình. Đừng có dài gì mà có cái gì cũng cho người ta hết như thế. Đến lúc người thiệt là mình thôi, con nhớ chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Mà mẹ cũng đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mẹ uống nước đi. Con lấy tiền đâu để đóng tiền mổ cho mẹ đây? Tôi nghe đến đây thì chột dạ. Lâu nay mẹ tôi có hỏi vấn đề này, nhưng tôi vẫn nói dối là vay người này vay người kia. Bây giờ đột nhiên mẹ hỏi như vậy, tôi cảm thấy lo sợ. Sợ là mẹ nghi ngờ số tiền đó, tôi đáp. Con nói rồi mà, tiền con vay của mọi người, với cả tiền được thưởng, mỗi người con vay một ít. Thế con vay của cái Mai 20 triệu sao? Dạ vâng ạ, con vay của Mai 20 triệu, mà sao mẹ biết? Cách đây mấy hôm nó đến thăm, mẹ cũng tiện thì hỏi nó như thế. Thế nó đến hôm nào mẹ, lâu chưa? Mới thôi, hôm thứ ba đấy. Nó đến buổi trưa, lúc đó thì con đi làm, thế nên nó không gọi. Vâng ạ, thế thôi mẹ nằm đây đi, con nấu cơm sắp xong rồi đấy. Đợi một tí nữa con dọn ra mẹ con cùng ăn nhé. Mang cái này đi vứt đi đã, không có ai thấy lại hiểu nhầm. Vâng ạ, thế thôi mẹ cứ nằm ở đây đi, con nấu cơm sắp xong rồi đấy.
Đợi một tí nữa con dọn ra, rồi mẹ con mình cùng ăn nhé. Ừ, mang cái này đi vứt đi. Không có người ta nhìn thấy thì lại hiểu nhầm đấy. Vâng ạ. Vứt vào thùng rác xong xuôi, tôi đi tất cả các phòng kiểm tra thêm một lần nữa. Mở tủ ra thì thấy có một chiếc quần lót nam nằm ngay ở ngăn đầu tiên. Trong nhà tắm thì có thêm dao cạo râu. Cũng may là mấy thứ này mẹ tôi chưa phát hiện. Tôi đoán là Mai đến thăm mẹ tôi. Nghe mẹ tôi nói ra viện sẽ về nhà để thăm nhà. Thế là nó đến đây trước, soạn đồ sẵn để mẹ tôi hiểu nhầm. Mấy hôm nay tôi cũng bận, không nghĩ là nó thù tôi đến mức phải làm những chuyện này. Thế nên tôi không đổi mật mã. Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy nổi cả da gà. Càng thân thiết thì khi trả thù lại càng đáng sợ. Nó đúng là điên. Tôi càng lúc càng không thể nào hiểu được. Những khán thính giả của chị Dậu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện này. Và quả thực là Sa cũng không ngờ rằng Mai lại có tình cảm với Hoàng và yêu đơn phương người đàn ông này nhiều năm đến như vậy. Sa tin chắc là cô ta sẽ chưa dừng lại ở đây. Rất có thể ở những tập truyện tiếp theo, cô ta sẽ ra tay để trả thù Như. Bên cạnh đó, tập truyện này còn có một chi tiết không biết là quý vị và các bạn còn nhớ hay không. Đó chính là chi tiết khi mà Phương, vị hôn thê của Hoàng, mua trà sữa đến công ty và mời mọi người uống. Sau khi Như uống xong cốc trà sữa đó thì cô cảm thấy rất đau bụng. Không biết rằng là đằng sau điều này còn ẩn chứa bí mật gì không. Và sao có cảm giác là Phương cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu. Xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 12 giờ buổi trưa ngày mai để chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến hấp dẫn của bộ truyện này. Và để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó thì nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh. Trước khi đến khung giờ phát sóng, quý vị sẽ nhận được thông báo. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.